Hello xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh đội chứng khoán lại tiếp tục là bình đây thì hôm nay là phiên ngày 6 tháng 8 thì các bạn và anh chị thấy là thị trường chúng ta cũng có là một cái phiên hồi phục trở lại đúng không à, thì mình nghĩ là thị trường chúng ta là sau một cái phiên giảm cũng rất là mạnh à, thì ngày hôm nay thì cũng hồi phục thì mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ đánh giá về thị trường đầu tiên mình nghĩ là review lại trước tiên ha về cái tổng quan rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái nhận định tiếp theo là thị trường chúng ta có tạo đáy hay chưa rồi đó là cái thứ nhất và cái thứ hai nữa chúng ta coi là à, các cổ phiếu chúng ta có nên mua hay chưa và chúng ta có những cái hành động gì đối với giai đoạn thị trường hiện tại rồi các bạn anh chị mà đang xem thì cho mình một cái like một cái share và cũng như là thả cho mình một cái tim dưới phần bình luận ha thì đây chúng ta cũng sẽ đánh giá lại tổng quan đó là thị trường ta ngày hôm nay thì tăng được 22,21 điểm thì tương đương với lại 1,87 và cái thanh khoản thì chúng ta đạt ở cái mức là 16.355 tỷ thì mình đánh giá là đây là một trong khi thị trường mà hồi phục thì cũng có một cái 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 thanh khoản nó tương đối là sụt giảm Đúng không sụt giảm so với cái phiên hôm qua À, rồi về mặt tự doanh trong ngày hôm nay thì chúng ta là tiếp tục là một cái phiên bán rồng 234 tỷ Còn nước ngoài thì các bạn anh chị cũng thấy ha Thì vẫn là một cái phiên bán rồng Tại đặc biệt mình thấy được là à, cũng mua trở lại sau cái phiên 2 giờ Nhưng mà quay ra ở đâu đó tầm ở cái phiên ATC Thì à, nước ngoài họ cũng bán à, mạnh hơn à, Và cuối giờ thì chúng ta là đạt ở cái mức là 728 tỷ rồi, các biến động thì các bạn thấy là các mã tăng thì rất áp đảo rồi, à, 383 mã tăng. À, và chỉ có 58 mã giảm thôi và 49 mã không đổi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là vẫn có à, xuất hiện một gọi là vài cổ phiếu nằm sàn. mình vẫn thấy được vài cổ phiếu nằm xa, à, gọi là hiện diện trong với cái phiên hồi phục rồi, thì đặc biệt hơn thì mọi người sẽ thấy được là cái uh, trong uh, ảnh hưởng về như là thế giới và cũng như châu Á thì thấy là về uh, Nikkei ngày hôm qua thì Nhật Bản chúng ta giảm 13% thì hôm nay thì hồi phục được uh, 10%. Đó, à, còn uh, Việt Nam của mình thì chúng ta thấy là cũng tăng. À, hôm qua thì giảm gần 4%. trăm à, hôm nay thì tăng được 1,87%. Rồi, và đặc biệt hơn mọi người sẽ thấy được là À, được dẫn dắt bởi hai cái nhóm ngành mà chúng ta thấy là tích cực nhất đó là nhóm chứng khoán và cái nhóm thực phẩm và đồ uống à, và tiếp đến là nhóm ngành hóa chất à, và những cái nhóm mà, ngành mà chúng ta giao dịch nhiều như ngân hàng bất động sản à, và nhóm về như công nghệ cũng hồi phục và gần như mình thấy là thị trường đa phần là hồi phục ha mình nghĩ là cũng xin chúc mừng cho mọi người à, thì chúng mình nghĩ là các bạn có chị thấy là thị trường chúng ta trong đoạn này thì chúng ta hành động gì thôi rồi thì đầu tiên thì chúng ta nhìn về cái chỉ số việt index ở đây à, thì chúng ta sẽ đánh giá coi thị trường chúng ta sẽ là tạo đáy hay chưa thì theo quan điểm của mình thì ở đây thì cũng chưa hẳn là tạo đáy đúng không à, đầu tiên thì mình nghĩ là chúng ta cũng thấy được là ở cái vùng ngắn hạn đó là cái chỉ số việt nam index à, trong cái khung 1 giờ thì mình nghĩ là đây đầu tiên chúng ta cũng nói đến đây là cái xu hướng gọi là xu hướng giảm mà mình chỉ thấy là nó đang hồi phục về đó, về cái mức kháng cự tương đối ngắn hạn của cái chỉ số Vietnam Index ở đây thôi và chúng ta thấy là cũng có những cái lúc mà thị trường nó rơi vào đâu đó à, 1213 đó còn nếu như tích cực hơn thì à, mình nghĩ là thị trường à, chúng ta nó có hồi phục lên ở cái mức cao hay không, Đúng không? và chúng ta cũng thấy được là à, cái mức kháng cự tương đối ở đâu đó ở cái vùng 1236 nó vẫn là một cái mức kháng cự rất mạnh Đúng không 1236 nó vẫn là kháng cự rất mạnh trong giai đoạn ngắn hạn nhưng mà trước tiên thì mình nghĩ là cần phải vượt qua được cái vùng 1210 đã thì chúng ta hãy là với những cái biến độ biên độ dao động rất là mạnh đó có nghĩa là nó biến độ rất là mạnh đây thì cho nên là mình nghĩ là nó sẽ sau cái phiên hồi phục này thì mình nghĩ là giờ không biết là thị trường nó có những cái tác động tiêu cực gì về những cái thông tin về thế giới đặc biệt là ở Trung Đông mà vào tối ngày hôm nay hoặc là ngày mai hay không nhưng mà chúng ta thấy là gì ở đây thì chúng ta nhìn về phân tích kỹ thuật thì nó đang gặp một cái mức kháng cự đâu đó quanh 1210 thì chúng ta là cũng đang gặp một 213 rồi nó cũng bị áp lực đó thì mình nghĩ là đây vẫn là một khu vực kháng cự tương đối mạnh và sắp tới ta là cũng hình thành nên một cái khu vực đâu đó là 1220 đó ngày 220 và cũng như là chúng ta thấy là gì à, cái việc này nó cũng gọi là gì các bạn thấy là những cái việc phá đáy đúng không phá đáy ngắn hạn rồi cũng hồi phục à, và hồi phục nó cũng thấp hơn à, và ngày hôm trước chúng ta cũng hồi phục rồi nó cũng bị giảm tiếp giảm tiếp rồi chúng ta thấy là hồi phục đó giảm tiếp tiếp tục phá đáy này các bạn đúng không phá đáy rồi lại hồi phục à, rồi lại phá đáy rồi lại hồi phục đó thì mình nghĩ là với thị trường trong đoạn này nó rất là cọt cưa thì mình nghĩ là nó vẫn chưa phải là một trong những cái vùng đáy nó cũng chưa hẳn là tạo đáy thì với cái vùng tạo đáy thì chúng ta cũng phải thấy được là gì à, cái việc trong ngắn hạn nó phải có vài phiên nữa chúng ta xác nhận coi nó có vượt qua hay không thì đầu tiên mình nghĩ là để thị trường tích cực thì nó cũng phải nằm trên được cái vùng 1220 được không nó nó phải vượt qua được cái vùng 1220 ít nhất test khoảng 2 ngày thì mình nghĩ là nó mới à, vượt qua. Còn đâu đó thì mình nghĩ là vẫn chưa. Thì tại sao chưa các bạn? Thì chúng ta cũng sẽ nhìn lại coi các cổ phiếu nó có vượt qua được cái kháng cự hay không. Đó, thì đầu tiên mình nghĩ là cái các bạn anh chị cũng thấy bây giờ để tạo đáy được thì nó cũng phải tìm được cái dòng dẫn. Thì bây giờ cái dòng dẫn các bạn thấy là bây giờ nó là cái nhóm nào thì bây giờ các bạn thấy là nhất là À ba cái nhóm chính các bạn thấy là trong các nhóm ngành ở đây. À, đâu đó những cái nhóm như chứng khoán này à, và cái nhóm ngành thực phẩm này, rồi những cái nhóm mà hóa chất này, à, hóa chất mình nghĩ là nó cũng không phải để ảnh hưởng được lít cho thị trường được, Được không? À. thì nó không không có lít cho thị trường được. mình nghĩ là ba cái nhóm chính nó sẽ là nhóm chứng khoán này, nhóm bất động sản và nhóm ngân hàng. thì trong ba cái nhóm này bạn thấy là có sức lan tỏa còn à, nếu mà những cái nhóm còn lại như là hóa chất hoặc cái nhóm như nhóm thép hoặc là cái, những cái nhóm khác, mình nghĩ là nó cũng phải cộng lại thì nó mới lan tỏa được thị trường còn không đâu đó thì mình nghĩ là chúng ta phải đầu tiên chú ý là ba cái nhóm ngành đầu tiên, không? thì mình nghĩ là ngân hàng, thì ở đây thì chúng ta cũng đã thấy rồi, mình nghĩ là ngân hàng nó cũng xoay quay tích lũy thôi và hiện tại thì mình nghĩ là đây là một trong những cái dòng mà nó vẫn còn tích cực nhất thôi. còn đâu đó các bạn thấy là dòng chứng khoán hôm nay thì mình thấy là đa phần các cổ phiếu của cái dòng chứng khoán cũng hồi phục rất mạnh. À, nhưng mà các bạn anh chị thấy đi, đây, đây là cái ngành mà nó gọi là phá đáy, đúng không? đây là phá đáy xong hồi giống như thị trường luôn và sau đó hồi xong rồi lại đạp rất mạnh đó nó cũng không phá đáy và nó hồi hệ hồi yếu hơn thì cho nên là các bạn thấy là cái dòng chứng khoán này bây giờ các bạn thấy là à, các cổ phiếu mà như mình thấy là FTS này đúng không rồi BSI nè đấy các bạn thấy là nếu như các bạn không bắt được thì các bạn thấy là bây giờ đây là những cổ phiếu nó hồi phục đầu tiên nhưng mà nó cũng sẽ gặp một cái vùng kháng cự rất là mạnh đúng không nó cũng gặp được cái vùng kháng cự rất là mạnh thì các bạn thấy nếu như bây giờ các bạn mua nữa thì nó cũng không có quá nhiều cơ hội cho các bạn vào phía sau này thì mình nghĩ là đó là đầu tiên thì chúc mừng cho các bạn anh chị được bắt đáy thành công đó mà bắt đáy thành công thì hàng cũng đã cầm trong tay và có quyền chốt lời hoặc là giữ thì mình nghĩ đó đó là chúng ta cũng đã thấy và hiện tại thì mình vẫn đánh giá đây là một cái kháng cự cho những cái cổ phiếu và dòng chứng khoán thì mình nghĩ là những cái dòng chứng khoán như các cổ phiếu lớn như đặc biệt như ai hiện tại nó cũng chưa có hẳn là một trong những cái cái vùng tạo đáy luôn đúng không bạn thấy là nó cũng chưa tạo đáy được rõ ràng nó mới một hai phi này cũng chưa tạo đáy được đó nó cũng chưa tạo đáy được rồi à, những cái cổ phiếu như vci đó, hiện tại nó cũng vẫn chưa có tạo đáy được mình nghĩ là nó có vẫn đang là một cái vùng dừng rơi thôi đó, có nghĩa là chúng ta thấy là ba phiên vừa rồi nó đã phiên dừng rơi rồi đấy thì dòng chứng khoán mình nghĩ là nó còn chờ đợi thêm một tí ha đâu đó thì chờ đợi một tí rồi à, tiếp tục thì mình nghĩ là chúng ta cũng sẽ đi qua à, vài cái nhóm ngành nữa đó là nhóm ngành thép thì mình nghĩ là đầu tiên chúng ta nói với cổ phiếu thép thì mình nghĩ là cổ phiếu thép thì như là hòa phát ở đây thì à, các bạn có chị thấy là với cái phiên này nó cũng chưa uh, gọi là chúng ta cần chú ý thôi còn hồi phục nữa hay không hay là giảm tiếng hay không thì về xu hướng này mình nghĩ là nó nếu như tích lũy được tích cực thì có vài phiên sau thì nó sẽ là là, là 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 mới hồi lên còn không đâu đó thì nó vẫn là tiếp tục đi xuống đúng không bệnh là đây ta hay là vẫn có thể đi xuống Thì cho nên là mình nghĩ là các dòng như thép này nó cũng chưa hẳn là tạo đáy được nha cái nhiều bạn mình nghĩ là nó cũng sẽ lình xình lình xình lình xình lình xình à, rất là lâu à, như nam kim hoa sen đây mình nghĩ là nó cũng sẽ gặp áp lực thôi mình thấy là nó giảm nhanh như thế này thì nó cũng sẽ lình xình lình xình lình xình lại rồi nó sẽ giảm tiếp đúng không nó sẽ giảm tiếp còn mình nghĩ ở đây nó cũng là một cái vùng hỗ trợ cho hoa sen rồi cho nên là à, đâu đó thì những cái vùng này nó sẽ lình xình lình xình thôi đó à, đâu đó như thế này thôi và mình nghĩ là nếu như rũ thêm thì nó có thể lanh quanh đâu đó những khúc dưới đây thôi à, những khúc dưới đây thì nó cũng sẽ lình xình lình xình thôi thì đâu đó là như vậy ha à, uh, mình nghĩ là các dòng thép như thế này chúng ta cũng chú ý được đó thì mình nghĩ là chúng ta có thể chú ý vào uh, những cái dòng nó có xu hướng uh, trong trung hạn như là ngân hàng và thép mình nghĩ là đó là những cái nhóm mà chúng ta cần chú ý được không? rồi uh, tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ nhìn qua những cái nhóm mà như hóa chất hóa chất thì rất là nhiều mình nghĩ là như là các cổ phiếu như là uh, cao su như gvr thì mình nghĩ là cũng chưa có một cái tín hiệu gì để mà gọi là tham gia ngắn hạn được với những cái vùng này À, hoặc là dbr dbr này cũng chưa có đủ hẳn một cái sự chiết khấu tương đối lớn mình nghĩ là về mặt chiết khấu như từ đỉnh ở đây và tới đây thì nó cũng chưa hẳn là quá lớn đúng không nó cũng hai mấy phần trăm thôi thì nếu mà so chung với những cái các cổ phiếu còn lại thì mình nghĩ là đây là một cái chiết khấu nó chưa đủ hấp dẫn lắm đó rồi thì đó mình nghĩ là thị trường cũng chưa có hẳn là phải là tạo đáy được đâu các anh chị bạn nha mà mình nghĩ là chúng ta chỉ còn có những cái cổ phiếu mà như là các bạn thấy là trụ như ngày hôm nay thì mình thấy là tích cực như là BCM BCM thì mình nghĩ là nó cũng đã những cái điểm mua mình nghĩ là các bạn anh chị thấy là cái thị trường như này thì nó cũng không có gì cả Đúng không? nó có những cái điểm mua mình nghĩ là mình chia sẻ cho bạn anh chị rất sớm rồi thì mình nghĩ là một mục tiêu thì mình vẫn như vậy thôi đâu đó khoảng 75 còn nó tới đó mình nghĩ là nó cũng sẽ phải lình sình trở lại và sau đó nó đi lên hay không đó đó là cổ phiếu bvcm hôm nay các bạn thấy là như masan masan thì mình nghĩ là đây là một cổ phiếu mang tính chất đầu tư nó đã thoát khỏi được cái kênh uh, giảm về mặt trung hạn rồi thì uh, nó sẽ một cái trạng thái xoay quay các bạn thấy là gần như nó xoay quay đâu đó ở đây thì mình nghĩ là hoàn toàn mình cũng dự tính cho một cái video trước đó các anh chị bạn thấy không nếu điều chỉnh thì đâu đó thì mình nghĩ là khoảng tầm tầm ở cái biên này chúng ta có thể xem được đâu đó khoảng 70, mươi bảy mươi hoặc đâu đó ở cái biên dưới đây các bạn thấy là cũng nên xem À, để chúng ta gom vào để và chúng ta gọi là đầu tư về mặt trung hạn thôi. Còn các bạn thấy là những cái khúc xanh như này thì cũng không khoái lắm. Được không? Rồi như ngày hôm nay thì các bạn thấy là một cái giao dịch rất tích cực ở như là Vinamilk. Ở Vinamilk thì mình nghĩ là đây nó cũng không phải là một trong những cái điểm mua nữa rồi đúng không? Đó, thì mình nghĩ là các bạn anh chị mua điểm sớm thì đâu đó ở những cái điểm ở cái cây ở đây nè. Ở cái cây này đó mình nghĩ là bắt đầu sớm từ đâu đó à, chúng ta phải chú ý sớm từ những cái vùng ở đây nó vượt cản nè đó thì những cái cây ở đây thì chúng ta chú ý mua được còn à, khi nó trải qua rồi thì chúng ta đã lỡ một cái nhịp rồi các anh chị bạn không đây là lỡ một cái nhịp rồi à, thì mình nghĩ là thôi chúng ta lỡ rồi chúng ta thấy thị trường cũng còn nhiều lắm tại vì bây giờ thị trường chiết khấu nhiều lắm đúng không đó và các thấy là những cái cổ phiếu như HAH nè đó mình nghĩ là vẫn còn mình nghĩ là hôm nay mình cũng chú ý đó, nhưng mà nó vẫn không có chỉnh thêm đúng không mình nghĩ là à, mình cũng dự đoán thì nếu mà như ngày hôm nay mà chỉnh rủ thêm một phát nữa thì thôi chúng ta cũng có thể xem À, mà không chỉnh thôi à, BBT cũng không chỉnh à, mình nghĩ là BBT cũng không chỉnh cho tiếp tục ha nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không phải là một cái vùng mua thì có khả năng thì nó cũng không phải là một cái vùng mà à, để hấp dẫn được mình nghĩ là nó không phải cần sập 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 sình ha gì đó rồi um, rồi những cổ phiếu như đậm cà mau ở đây thì mình nghĩ là nó cũng không phải là thông thoáng gì cả các như bạn đúng không đạp phú mỹ à, nói chung là nếu mà dòng 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 dòng, dòng mà à, phân bón thì mình nghĩ là chọn là đạm cà mau thì được ok hơn à? hơn là đạm phú mỹ Đi không bfc này thì vẫn chưa không phải điểm mua lát lát này cũng không phải điểm mua nó cũng không có điểm mua dgc dgc cũng chưa hẳn là điểm mua oh, dgc mà rủ phát nữa các bạn thấy là nó về những cái vùng hấp dẫn rồi đấy khoảng tầm tầm tám 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 chín gì đó đúng không khoảng tầm tám tám chín gì đó dự đoán như vậy các bạn À, quanh quanh khu vực này, Đó, những khu vực này, bạn, à, tầm cái biên này thì nó sẽ tương đối hấp dẫn, ha mốt thôi. À. Đó, cái khúc đó thì mình nghĩ là sẽ hấp dẫn cho DGC á thì chúng ta coi coi những cái cổ phiếu nào khác hay không đó thì những cái cổ phiếu về điện thì mình thấy là Pau nè ngày hôm nay thì nó cũng giữ được một cái hỗ trợ của tương đối tốt nhưng mình nghĩ là giữ hỗ trợ thôi như các bạn thấy là nó cũng sập sinh lắm đúng không nó cũng chưa hẳn là à, gọi là ngon <laughs> nó cũng sẽ cần tích lũy đó, hôm nay mình thấy là các cổ phiếu như BC1 cũng hồi phục rất là nhiều nè đạt phương cũng hồi phục rất là nhiều nè đó mình nói các bạn các chị thì đâu đó loanh quanh ở khu vực ở đây thì nó cũng là một cái hỗ trợ này đúng không các bạn thấy là đây là một cái hỗ trợ của đạt phương ở đâu đó gần 46 mươi sáu gì đó thì mình nghĩ ở đây nó cũng là một cái hỗ trợ cho đạt phương nhưng mà mình nghĩ là mình cũng chưa vội vàng bắt đâu nếu như mình nghĩ là các bạn các chị mà ấy thì chúng ta gọi là gọi là tham gia với cái tỷ trọng thấp đúng không Đó gọi là mua vào một tí đó thì mình nghĩ là ok được chứ còn đâu đó với những cái việc mua nhiều mình nghĩ là cũng chưa nó chưa hẳn là tạo đáy nha các bạn mình nghĩ là chưa hẳn tạo đáy đâu mình nghĩ là nên đợi thêm thôi với thị trường này mình nghĩ là chưa đây là chưa thì chúng ta cũng đã chuẩn bị với nhau rất là nhiều về cổ phiếu rồi thì hôm nay các bạn thấy làm về bất động sản nè bất động sản thì nó cũng chưa tạo đáy luôn mà đây mình cũng thấy nó đang tiếp tục dú dúi xuống như này à, cũng chưa tạo đáy được ngắn hạn luôn đúng không đó tạo đáy ngắn hạn luôn đây nó cũng về được những cái vùng thấp của vùng dài hạn luôn là cái gì bạn mà nó vẫn chưa về vùng đáy ngắn hạn nữa đúng không? nó chưa tạo ra được cái đáy ngắn hạn nữa đó, nó chưa thấy được một phiên không thấy được đâu các bạn, nó phải vài phiên như ở đây này như là đất xanh này, à, bây giờ đất xanh thì nó muốn tạo đáy ngắn hạn thì mình nghĩ là phải tích lũy và sau đó nó vượt qua được lên trên được cái vùng 13, đó, lên trên 13.3 này thì lúc đó mình nghĩ là nó sẽ có đáy ngắn hạn của um, đất xanh đúng không đó, thì chúng ta có thể tham gia được còn đối với đích ở đây thì mình nghĩ là nó cũng là được nhưng mà nếu các bạn anh chị giải ngân từ từ thì mình nghĩ ok nó chưa tạo đáy ngắn hạn bạn mình nghĩ là cũng chờ thêm ở đây thì mình nghĩ là nó cũng có những cái tín hiệu về phân kỳ đấy đúng không các bạn thấy là phân kỳ về dòng tiền nè à, rồi phân kỳ về rải rai nè đó thì mình nghĩ là cũng ok đấy nhưng mà mình nghĩ là chưa hẳn là nó nhanh được đâu đó thì các bạn anh chị nào mua thì chúng ta có thể xem xét được ha xem xét về mặt ngắn hạn được gọi là để mà đầu tư á chúng ta tính được mình nghĩ là mua một phần đi rồi chúng ta tính tiếp còn nó đâu nó vượt lên thì chúng ta mua thêm có đây thì đâu đó thì như vậy thôi mình nghĩa là chưa hẳn là chúng ta mua mua nhiều vui vội được rồi thì đó là những cái góc nhìn của mình về thị trường đó thì mình nghĩ là ngày hôm nay như vậy thôi chứ còn đâu đó thì mình nghĩ là thị trường cũng vẫn chưa tạo đáy được các bạn. Đó thì mình nghĩ là các bạn anh chị nên nên cân nhắc nha. Ở đây mình nghĩ vẫn đánh giá nó là một trong những cái nhịp hồi của thị trường ha. Nó vẫn là nhịp hồi thôi. Còn đâu đó thì mình cũng nói là ở đây khúc này nó vẫn còn rất là lơ lửng ha. Còn đâu đó nếu như ở đây thì mình nghĩ là sẽ ok hơn, ok hơn rất nhiều. Còn đâu đó nếu như mà nó cần vượt thì mình nghĩ là chúng ta phải cần có một phiên xác nhận nữa nó phải trên được cái vùng 1220 ok chúng ta trễ một nhịp cũng được không sao cả đúng không thì chúng ta thấy rõ ràng hơn được có một cái uh, trên được cái vùng đó thì mình nghĩ là sẽ tích cực nó đi lên được thì chúng ta có thể giải ngân bắt đầu giải ngân được đúng không bắt đầu giải ngân và sẽ tìm kiếm cổ phiếu hơn à, chúng ta cứ đưa về quan điểm của mình về những cái cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi à, ok rồi mình uh, à thêm những cái dòng vũ khí nữa Các bạn thấy như dòng vũ khí ở đây hôm nay thì nó cũng về phương chiều thì nó mới kết nên một cái rút chân như này nè đây một cái xu hướng mà rút chân như này thì mình nghĩ là cần chú ý nè, cũng chú ý được nhá. không? một cái cây rút chân như này thì cũng rất là ngon. Đúng không? nhưng mà ở đây thì nó uh, chúng ta cần chú ý một hai phiên nữa, một hai phiên nữa nếu như được mình nghĩ là cũng có thể tham gia. đó có thể th có thể canh tham gia ha. canh thôi nha các bạn và anh chị, mình nghĩ là cũng chưa ha, cũng đây nó có phân kỳ không anh chị bạn? đây cũng chưa hẳn phân kỳ ha. ở đây này gì chưa phân kỳ nè, à, cũng chưa phân kỳ. À, thì nếu mà ở đây phân kỳ nữa thì quá ngon đúng không? thì mình nghĩ là nếu mà được thì nó tạo ra một phân kỳ nữa thì à, rất là rõ ràng hơn để mà tạo phân kỳ mình nghĩ là cũng phải cần à, vài phiên ít nhất vài phiên thì chúng ta coi tham gia thế nào nếu nó hồi lên rồi nó đạp xuống thì mình nghĩ là cũng ok à, BVS nè à, BBC BVS thì bạn thấy nó cũng bật lên từ những cái vùng à, cái nền của nó đúng không? từ cái nền chỗ này nhưng mà thường thông thường thì mình nghĩ là nó sẽ vẫn có thể là rủ qua mình nghĩ thì thông thường thì những cái vùng như thế này nó có thể là xuyên qua một tí các à, bạn đúng không nó có thể xuyên qua những cái nền này đó, nó rủ những cái râu nến như thế này đó thì nó có thể xuyên qua thì đâu đó mình nghĩ là nên chờ thôi đó. hoặc là chúng ta thấy là những cái vùng giá hấp dẫn thì mình nghĩ là ok chúng ta mua nhẹ một tí đó, là như vậy thôi đừng vội thôi đó, không vội mua mà làm sao mà tâm lý chúng ta thoải mái là được nha các bạn rồi mình cũng chúc cho các bạn và anh chị buổi tối thật là nhiều vui vẻ và à, có thể là bình tĩnh hơn để chúng ta giao dịch đó và kiên nhẫn một tí nữa có một sức kiên nhẫn một tí sức chịu đựng một tí đừng quá vội đừng thấy thị trường à, xanh một tí rồi chúng ta vội vàng xuống tiên rồi à, các bạn anh chị thấy những cái chia sẻ của mình mà hữu ích thì nhớ để lại cho mình một cái like một cái share và thả mình một cái tim ở dưới phần bình luận và cũng như là các bạn anh chị có thể là mở tài khoản với bình tại SI với cái ID là 1791 ở phía trên ở à, màn hình và đặc biệt là các bạn chỉ có liên hệ với bình số điện thoại trực tiếp ha để mình hướng dẫn cho mọi người làm rất là nhanh à, nếu mà online à, tẻ ra rồi đừng quên để lại mình một cái like một cái xe và thả mình một cái tim như phần bình luận còn có những câu hỏi nào liên quan tới cổ phiếu các bạn cần mua bán gì đó thì mọi người cứ comment ở dưới cái video để chúng ta có thể trao đổi và tương tác với nhau ha mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai vào lúc uh, 10 giờ 20 phút live stream trực tiếp ha trên kênh đầu tư chứng khoán nhớ là đăng ký kênh nha các chị bạn nha Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.